Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp, Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý chị chúng ta một căn nhà thiết kế 1 trệt 4 lầu có thang máy nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà thiết kế hiện đại, phong cách kiểu mới rất đẹp và cao cấp. Nhà thì có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 6 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng tây, phù hợp cho đại đình chúng ta thì phong thủy là tây tứ trạch. Và đây là mặt tiền mặt chính của căn nhà, một căn nhà rất đẹp và cao cấp nha quý vị. Mẫu nhà phố hiện đại, sang trọng và cực kỳ là đẹp luôn. Khi mua thì toàn bộ nội thất bên trong sẽ được chủ nhà để lại hết cho quý anh chị khi mua. Và trước khi vào bên trong căn nhà thì Hùng xin mời mọi người chúng ta tham quan con đường trước nhà nha quý vị. Con đường trước nhà này thì khoảng tầm 8 mét đường xe hơi, hẻm an ninh, hai dãy nhà lầu đồng bộ. Xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn. Nhà cách mặt tiền đường chính đường lớn khoảng chừng 30 mét thôi là ra đến đường kinh doanh bán nha. Kế bên nhà mình cũng có rất nhiều quán cà phê cũng như quán ăn. Và kề bên là chung cư Dream Home 1 và 2. Khu vực phường 14 rất là nhộn nhịp và sầm uất. Và hôm nay Hùng sẽ gửi đến đại gia đình chúng ta căn nhà thang máy thiết kế đẹp, nội thất cao cấp với thiết kế một trệt, một lửng và 4 lầu. Bên ngoài có lớp cổng sắt hai cánh, lớp cửa mở ra, khoảng sân 3 mét đậu xe gắn máy. Và khoảng sân này thì có thiết kế và trang trí cũng như ốp lát rất là đẹp. Bên trong là lớp cửa nhôm sinh pha và phía trong nữa là khu vực đậu xe hơi. Đây là Hùng quay từ phía trong sân lên mặt tiền chính này. Và phía trong nữa thì sẽ đến với khu vực đậu xe hơi. Khu vực đậu xe hơi thì sẽ có khu vực đậu xe hơi khoảng chừng 6 mét. Chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ. Nhà xây với diện tích là ngang 4, độ dài 17 mét, xây phun đất, sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh trong ngày. Nhà có thang máy nên là rất là tuyệt vời, rất là thuận tiện cho đại gia đình chúng ta có người già. Và khu vực gara xe hơi thì có đổ bê tông, ốp gạch 60, hai bên tường có những kệ để đồ và có thang máy kính nha quý vị. Khu vực thang máy kính thì có giếng trời bên ngoài và có cây xanh, cầu thang thì có đèn LED chiếu sáng. Có hai cầu thang, một cầu thang máy và một cầu thang bộ. Nhà thiết kế lửng ngược thì quý anh chị sẽ có phòng khách phía đằng sau. Phòng khách thì có nội thất kèm theo bao gồm sofa, tủ kệ TV, màn hình TV 65 inch và phía trên là trần thạch cao đèn chiếu sáng. Trần thì có điểm tô những cái bức tường được ốp đá trang trí cũng như là ốp nhựa trang trí nha quý vị ơi. Đây là khu vực lửng ngược, Hùng quay từ phía đằng sau ra cho mọi người nhìn này. Với những ánh đèn LED rất là lung linh và cao cấp như thế này. Và căn nhà này thì đang tọa lạc trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, kề bên chung cư Dream Home, một vị trí quá đẹp và cao cấp. Với giá bán gia chủ đang chào bán chỉ hơn 13 tỷ thôi. Quý chị nào quan tâm thì có thể gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để bên em tư vấn và dẫn đại gia đình mình đi xem nhà và mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp cũng như là quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực cầu thang máy kính thì có hai giếng trời hai bên nha quý vị. Và ngay ở dưới đây thì có một cái vệ sinh để sử dụng cho không gian dưới tầng trệt. Đây là Hùng quay ngược từ phía sau ra khu vực gara xe hơi bên ngoài của căn nhà. Khu vực gara xe hơi và khu vực đậu xe máy bên ngoài nhé. Cầu thang thì ánh đèn LED đi lên thì nó tự sáng nha. Đây là Hùng bật lên rồi, Hùng đi lên cho mọi người xem. Và không gian tầng lửng sẽ là không gian phòng bếp. Với hai bên thang máy là hai giếng trời. Quý vị thấy này, thang máy kính của nhà mình thì có trọng lượng là 450 kg và hai bên thang máy đều hai giếng trời rất là đẹp. Phía bên đây sẽ là không gian tầng lửng phòng bếp của căn nhà, một cái không gian phòng bếp phải cực kỳ nói là cực kỳ đẹp, thoáng và sáng. Với tủ bếp và trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ An Cường, có đèn LED chiếu sáng, có bếp âm, lò ghi sóng, máy hút mùi, nhiều vật dụng trang trí khác nhau sẽ được chủ nhà lấy lại hết khi mua. Với tầm tiền 13 tỷ hơn còn thương lượng cho một căn nhà đẹp như thế này, một cái mẫu nhà thiết kế mà phải nói là gia chủ đầu tư và bỏ ra rất là nhiều tâm huyết vô bên trong căn nhà, nên là quý anh chị vào xem thì cảm thấy căn nhà này phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Không gian phòng bếp thì có một tủ máy lạnh tặng kèm kết hợp với tủ lạnh hai cánh Panasonic. Loại tủ lạnh này cũng khá là mắc tiền nha quý vị, nó nằm khoảng 450 triệu đấy. Và không gian bếp thì có thấy bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, rồi máy rửa bát cũng như là lò ghi sóng và khu vực đựng gạo. Có bàn ăn 6 ghế tặng kèm khi mua và có những bức tường được ốp lát trang trí rất là đẹp. Đây là không gian phòng bếp trên tầng lửng nha quý vị.
và Hùng sẽ vào thang máy để đi lên không gian các phòng ngủ nha quý vị. Nhà này thì trang bị toàn những vật dụng trang trí ốp lát toàn đá mới nha. Đá cầu thang rất là đẹp, với gạch ốp lát trang trí cũng tuyệt vời, không kém phần sang trọng. Và vào thang máy thì Hùng sẽ đưa mọi người lên không gian các phòng ngủ nha quý vị. Với giá bán, gia chủ đang chào bán cho căn siêu phẩm này là 13 tỷ 800 triệu đồng, còn bớt cho quý anh chị thậm chí mua nhanh. Quý anh chị nào quan tâm đến căn nhà có thang máy nội thất cao cấp như thế này thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Rồi Hùng xin dẫn mọi người vào thang máy đi lên lầu 2 tham quan không gian phòng ngủ số 1 và số 2. Đây là thang máy kính 450kg, với hai bên thang máy là hai giếng trời, nhìn rất là đẹp nha quý anh chị ơi. Mẫu nhà đẹp như thế này, một căn nhà phố hiện đại sang trọng và thiết kế bố trí không gian tuyệt vời, đầy ánh sáng và gió như thế này thì cái túi tiền của gia đình mình phù hợp, hãy gọi cho Hùng để đi xem ngay nha quý vị. Phòng ngủ thì sẽ có 6 phòng, và phòng ngủ thì bao gồm nội thất kèm theo như là giường ngủ, chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, khu vực đọc sách, khu vực gắn máy lạnh và khu vực bàn làm việc. Đây là phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ này thì có khu vực bồn cầu nằm bên trong phòng vệ sinh, với bồn cầu nằm một góc, và khu vực tủ áo, cửa kính và đèn led nằm phía trong, kết hợp với lavabo rửa mặt, gương soi, và bên trong cùng là bồn tắm đứng, vòi hoa sen âm tường. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ rất là đẹp. Nhà thiết kế với hai giếng trời trước và sau thì quý anh chị sẽ thấy không gian căn nhà rất là mát, sàn gạch ốp gỗ, sàn phòng ngủ thì ốp gỗ nha. Và phía bên đây sẽ là không gian phòng ngủ master này. Hai phòng ngủ trước, phía trước thì nó sẽ rộng hơn những cái phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ phía trước thì có giường ngủ 2m, chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, khu vực đầu giường được ốp lát trang trí rất là tuyệt vời. Và bên ngoài thì sẽ có ban công và cửa ra ban công, kết hợp với phòng vệ sinh bên trong và khu vực bàn làm việc, khu vực tủ kệ để đồ, giấy dán tường và tủ áo âm, kết hợp với máy lạnh ngay cửa ra vào. Và bên ngoài ban công mét 2 có lan can bằng sắt và trồng cây xanh bên ngoài nha quý vị. Ngoài tường trần thì ốp nhựa và ốp trang trí. Đây là cái không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước của căn nhà. Và tất nhiên rồi, tất cả các phòng đều có vệ sinh trong, với bồn cầu, lavabo rửa mặt, khu vực vòi tắm âm tường và khu vực bồn tắm đứng cũng như là vòi tắm hoa sen. Vị trí căn nhà thì đang nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 14, kề bên chung cư Dream Home 1 và Dream Home 2. Đường trước nhà tới 8m, đường nhựa, xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn. Quý anh chị mua ở, mua làm văn phòng công ty, cho thuê, kinh doanh bán, làm showroom, spa đều tuyệt vời. Nhà có thang máy 350kg và có cầu thang bộ được ốp đá màu trắng, kết hợp với những cái chấm bi màu sáng rất là tuyệt đẹp. Trên phòng ngủ số 4 và số 3 này thì sẽ có một phòng ngủ dành cho em bé, có cả kết hợp khu vui chơi, khu tủ kệ để sách, bàn làm việc, bàn trang điểm và tủ để đồ, cũng như là một cái giường tầng dành cho em bé này. Đây là gia chủ thiết kế màu rất là sang, kết hợp với sàn gỗ và khu vực chơi vui chơi giải trí dành cho em bé. Khu vực vệ sinh thì với bồn cầu đặt một bên, kết hợp với tủ áo, và bên trong sẽ là bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen. Nhà có năng lượng mặt trời, bình bồn nước nóng và có camera quan sát, hệ thống internet thông minh, hướng tây tứ trạch, phù hợp cho đại gia đình chúng ta thuộc phong thủy là tây tứ trạch. Và đây là căn nhà hướng tây nha quý vị. Phòng ngủ số 4 thì cũng tương tự giống các phòng ở phía dưới, cũng với giường ngủ 2m, giường ngủ 2m, chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, phía trước vẫn là cửa nhôm xin pha ra khu vực mặt tiền chính. Và phòng ngủ thì trang trí màu sắc phải nói là mẫu mới, đây là mẫu mới nha. Ngoài đây là ban công này, ban công thì với cửa nhôm xin pha lùa 4 cánh và có lan can bên ngoài, kết hợp với tất cả các phòng đều có tủ áo và máy lạnh tặng kèm, cũng như là khu vực trang trí rất là tuyệt vời. Quan tâm nhiều những căn nhà đẹp bên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, quý anh chị có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống YouTube của nhà đất Huy Hùng, là kênh YouTube nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12, cũng như là trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Ngoài ra thì quý anh chị cũng có thể truy cập vào website của bên em là nhà đất Huy Hùng.com để quý anh chị có thể tìm cho mình một căn nhà phù hợp nhất có thể và đi xem, cũng như là sở hữu ngay căn nhà nha quý vị.
Vào thang máy thì Hùng sẽ tiếp tục đưa quý anh chị chúng ta lên lầu 3, khu vực gian phòng ngủ số 5 và số 6. Khu vực bên trên lầu 3 thì chúng ta sẽ đến với hai phòng ngủ đang được gia chủ để trống này. Hùng sẽ quay nhanh thôi, cũng đầy đủ công năng như là máy lạnh, vệ sinh và có cửa sổ ra khu vực giếng trời. Ngoài đây là không gian phòng ngủ số 6. Thì cũng giống phía dưới nhưng mà nó đang để trống nha. Quý chị nào mà có nhu cầu làm thêm nội thất hai phòng này thì chủ nhà cũng sẽ làm luôn cho mình luôn. Và phía trên chúng ta sẽ cùng đến với khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và một khoảng sân thượng, cũng là khu vực bếp trên sân thượng để gia đình chúng ta có thể tổ chức những bữa tiệc BBQ gia đình cùng sum họp trên đây nha. Khu vực trên đây thì sân thượng thì với khu vực máy giặt được gia chủ tặng kèm một cái bếp đơn trên khu vực sân thượng để chúng ta có thể tổ chức những bữa tiệc gia đình như này luôn. Và ngoài sẽ là khu vực không gian phòng thờ và cái sân thượng phía trước của căn nhà. Như vậy là quý anh chị vừa xem xong cái video trực tiếp của căn nhà với diện tích ngang 4 độ dài lên tới 17. Một căn nhà hướng Tây phù hợp cho đại gia đình chúng ta thì phong thủy là Tây Tứ Trạch và đang được bên Hùng chào bán với giá là 13 tỷ 800, còn thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà. Hãy gọi cho Hùng để có giá tốt nhất khu vực quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ bên em sẽ được hỗ trợ làm giá tốt này, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Và tất cả những căn nhà bên Hùng trực gửi đến mọi người đều là những sản phẩm quay trực tiếp nên là độ chính xác rất là cao, cũng như là giá cả đưa ra rất là hợp lý và rẻ hơn bên khác rất là nhiều. Hãy gọi cho Hùng để xem nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12 nha quý vị. Nhà đất đi Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.